chạy được băng cassette luôn cho bác này. Đây, hiển thị tape là băng cassette này. Khi chọn đường vào thì bấm đây, nó có các lỗ đường vào AUX là cắm điện thoại, CD là chạy ở trên này, tape là băng cassette ở dưới này. Chạy ngon. Bấm play là nó sẽ tự chuyển sang hệ băng cassette. Chuyển hệ đường vào selector AUX này, AUX để cắm điện thoại tuner ra đi. Nó giận dỗi nhìn hai đứa bạn, tụi mày ngốc bỏ xử. Xưa nay những nhà thám hiểm hoặc những chạy đĩa thì chuyển sang đĩa, hoặc là chỉ cần bấm nút này là tự động sang đĩa luôn. Giả sử đang ở FM bấm cái này là tự chuyển đổi sang đĩa. Thử dây loa cho em chạy nào. Quát chép. Cái cục này là em đang bán từ lâu lắm rồi, nhưng hôm nay lấy đôi loa ra mới biết là cái loa này nó cũng nằm theo cái bộ này, cục này. Bát chép. Input ở trên này, input này, tape này, tape là băng cassette này, MD, AUX này, AUX đường vào, tuner. Mà làm việc với nhau đúng như ở trong phòng thu. Con đài radio 1.8 nên bắt nhiều đài, thao hồ nghe đài. Thu âm cái phần của anh Thuận thôi. Trong suốt cái quá trình làm. Tăng giả. Chế độ manual nó dò tự động, còn chế độ preset là kênh mình lưu sẵn. À, bản chất của nicotine là đánh vào não bộ. Cho đoạn dây điện là thì bắn nét hơn. Ngắn tuổi 20 do ca sĩ Dương Hoàng Yến thể hiện. Quý thính giả thân mến, vậy là 30 phút của chương trình Gỡ Rối Cho Bạn đã kết thúc. Hãy đồng hành cùng chúng tôi trong những chương trình tiếp theo vào các buổi sáng thứ bảy hàng tuần từ 5 giờ 15 đến 5 giờ 45 phút trên tần số FM 90MHz và phát lại vào khung giờ 14 giờ 30 đến 14 giờ 45 cùng ngày trên tần số. Đẹp thế bác nhá. Tắt lại.